Ôi quá chừng luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, xin chào quý ông bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Hiện Tiên nha. Thì quá trời cô chú anh chị đang đi hướng từ hướng ở phía sau lên luôn. Dạ con chào cô nha. Đây là gia đình mình đi hay sao cô? Gia đình. Dạ. Con ở Bình Dương. Dạ. Bài của cậu luôn đúng không? Đúng rồi. Cái gì mà anh mới nói cái gì mà Bạc Liêu á? Bạc Liêu. Cậu còn cậu cũng có một bài Bạc Liêu nha. Cô gái Bạc Liêu. Ờ. Nhiều em cô gái Bạc Liêu. Ồ bên kia nữa kìa. Bên kia tới nữa kìa anh. Ôi bữa nay đông rồi cô chú anh chị ơi. Ôi, cái này chắc ở xa tới luôn anh ơi. Đó, anh, ở đây. Nè, bà con tới đông có chuyện gì nữa. Ồ, bữa nay ở đâu cũng có luôn rồi cô chú anh chị ơi. Hôm nay rất là vui luôn. Chừng luôn rồi. Rồi gắn cái mic vô để không là bị bản quyền. Quyền à. Đó, khán giả bây giờ về rất là đông nha cô chú anh chị. Ha. À, chôm chôm với nhãn của mấy cô đến đó. Bây giờ từ xa nhìn hôm nay là rất là đông nha cô chú anh chị. Mới sáng thôi nha. Đó là hôm nay là Tiên cùng với ông xã là ăn sáng ở trong đây luôn. Rồi đi trên đường á, mua là đến đi ăn để mà nhiều khi mấy cô chú về đông á, mình ra ngoài ăn là không có đón tiếp được hả, rất là đông luôn. Này cậu Năm vui anh nha, bữa nay đông ha. Ừ. Nhín gì vậy là mình từ Bạc Liêu đến phải không cô? Đồng Tháp. Ồ, cô ở Đồng Tháp đến. Cô nói cô mạnh đi. Tới bữa nay cô mới được đến đây. Dạ. Có gì các cô chú anh chị thấy hả? Bất ngờ là con cô bác đến tiếng mộ. Dạ, tiếng mộ đông quá cô chú anh chị ơi. Rất là thương luôn. Mình ở đâu đến cô? Con chào cô nha. Dạ, ở khu vực 1. Mình đi nha. Vậy là mình đi chung với nhau luôn hả cô? 8 người. Dạ. Ê, ly tà hữu của ai lâu chưa mình lên? Dạ lâu rồi chị, bé của em lâu rồi. Dạ bưng xuống đi chị. Ôi bà con đến rất là đông nha cô chú anh chị đó. Thì Tiên cũng cập nhật cho cô chú anh chị xem nha. Đó thì hôm nay là chủ nhật nha cô chú anh chị. Ôi rồi có sự tranh cãi nhẹ.
Con Công không được để mắt hình của con Công. Là bây giờ chị muốn lấy cái nào xuống? Đừng có làm tùm lum này, giống ở trên đó mà không lên đâu. Này là video đến đây á. Cái tài hình con Công là lúc nào cũng chen luôn. À, là chỉ ba cái bịch bánh đó thôi ha chị ha. Dạ ít thôi. À con cho con Công chở ít thôi ha. Đã ngon, lúc đầu chị đã nói rồi. Dạ. Dạ. Xin được hai cái bánh bía. Hoặc bốn cái bánh bía bên bốn cái là nó vừa tầm với con Công. Dạ. Đừng có chấp cao lên nó. Đây là không phải chỗ để chân cúng mà đây là để chân thánh, có để đồ mặn lên thôi. Dạ. Đúng là cứ để cho bằng thờ đi. Dạ. Nghe anh đậu tì tới rồi. Quá trời luôn kìa, ra ngoài đó luôn. Đậu tì ra cũng vô quá trời luôn kìa. Em ra em đón luôn rồi. Trời ơi, từ xa là mình bắt đầu thấy những cái anh đậu tì là đang không như cô chú anh chị. Hả? Rồi đây thì bà con đến cũng rất là đông luôn. Ồ, ngày chủ nhật có khác thiệt á. Dạ, quá đông luôn. Mày đứng ngồi đi anh. Nhiều khi cái nhang chưa gì hết à. Tại bà con cô bác ở xa đến cô chú anh chị chỉ gom đâu rồi thì đó gom lại bà con. Tại vì nhiều khi người ta muốn hấp hương cũng như là xin cho cậu được về ở nếp bàn đó rồi dẫn sinh tịnh độ mà mình chưa gì hết là mình rút cái nhang nó ra thì nó cũng không có đúng. Mới chờ cho cây nhang trái cũng gần hết rồi. Nhiều cái chưa được nửa cây nữa giờ rút ra thì nó cũng không hay. Bởi vì từ ở các tỉnh mà mấy cô mấy chú mấy anh chị khi mà về đây chị Phong mà hấp cho một cậu một nén hương cũng như là được chụp những cái tấm ảnh cùng với cậu Năm. Hôm nay là rất là đông nha cô chú anh chị. Rồi, cái video của Huyền Tiên xin kết thúc nha cô chú anh chị. Và chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành nha. Cũng như là nhớ đăng ký kênh và like để Tiên ra những cái video mới thì cả nhà mình sẽ được cập nhật nha.